Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và xin cảm ơn các bạn lại tiếp tục quay lại với Lộc trong những cái video mà Lộc làm vlog để chia sẻ về tin lành. Trong cái video thứ hai này, Lộc sẽ làm tiếp nối cho cái câu chuyện người Samari nhân lành được hoàn thiện. Thì trong cái bài lần trước, các bạn đã học cùng Lộc được là câu chuyện người Samari nhân lành được bắt đầu bởi một câu chuyện khác. Câu chuyện bắt đầu cho câu chuyện người Samari là một câu chuyện có thật, nhưng câu chuyện người Samari nhân lành có lẽ chỉ là một câu chuyện ẩn dụ, thí dụ mà Đức Chúa Giêsu tự nghĩ ra để Ngài chia sẻ và giảng dạy thôi. Thì câu chuyện quan trọng nhất là câu chuyện khởi đầu, là câu chuyện nguyên do, là câu chuyện đầu tiên, là lý do để có câu chuyện thứ hai này, là câu chuyện quan trọng nhất. Bởi vì câu chuyện đó, cái người lật ra hỏi Chúa là làm sao để tôi được có sự sống đời đời, đó là một cái câu hỏi kinh điển, là một câu hỏi quan trọng nhất, tạo nên cái tính lịch sử cho toàn bộ Kinh Thánh. Thì trong cái câu chuyện đó, Chúa Giêsu đã nói rằng ngươi đọc kinh luật và ngươi thấy gì? Thì người đó đã trả lời là ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là đứa trẻ ngươi. Và cái điều mà Lộc chia sẻ với các bạn là chủ yếu là cái vế thứ hai, là ngươi phải yêu kẻ lân cận như chính mình. Còn cái vế đầu tiên thì chúng ta đã học rất nhiều từ tín lý, học rất nhiều từ các mục sư khác, và cũng như là chúng ta đi nhóm, và cũng như là học rất nhiều lễ đạo để làm đúng theo cái luật pháp của trong Kinh Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng điều quan trọng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta hướng đến, yêu người lân cận như chính mình, thì tất nhiên là cái vấn đề thứ nhất là chúng ta phải yêu kính Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức rồi. Chúng ta không yêu một thần nào khác, không thờ phượng một đối tượng nào khác trừ Đức Chúa Trời. Nhưng vấn đề đó thì nó có thể là rất dễ và rất dễ làm, có thể là rất dễ làm so với cái vấn đề thứ hai là vấn đề khó hơn rất là nhiều. Thì yêu Chúa phải bằng cái việc mà chúng ta yêu người, nhân với việc chúng ta yêu lời và lẽ đạo của Chúa. Tức là yêu lời của Chúa. Thì lời của Chúa chúng ta được học, cũng như được chia sẻ, cũng như được nhắc đến rất là nhiều. Nhưng mà cái việc yêu người khác, việc yêu người khác nó thật sự là như thế nào, nó phải bắt đầu từ đâu và nó sẽ đi đến đâu, thì trong cái video này học sẽ muốn cùng các bạn phân tích và bóc tách cái việc yêu người mà Chúa Jesus muốn hướng tới, để chúng ta có thể làm trọn cái lãnh đạo của Chúa khi chúng ta theo Chúa bao nhiêu năm. Thì để hoàn thành hai vế, là vế yêu Chúa, là vế kính Chúa, vế thứ hai là vế yêu người, tức là ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức và kính mến Chúa là Đức Trời ngươi, thì Lộc tin chắc rằng 80% các tín đồ, các người theo Chúa đều làm được cái vế thứ nhất. Nhưng vế thứ hai là cái vế rất khó, các bạn bỏ qua. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích trong cái câu chuyện mà Chúa Giêsu vẽ ra cho người luật sư này, cho người luật gia này. Thì thật ra Chúa Giêsu cũng muốn dạy người luật gia này như là dạy chúng ta mà thôi. Bởi vì khi chúng ta theo Chúa lâu năm, chúng ta rất dễ, tất cả chúng ta rất là dễ trở thành một người luật gia. Tất cả chúng ta rất dễ trở thành một người biết rất nhiều kinh luật. Chúng ta rất dễ trở thành người thờ phượng Chúa tốt, rất dễ trở thành một người hát hay, rất dễ là người yêu mến Chúa, cháy bỏng cho sự ngợi khen hay cầu nguyện. Nhưng rất khó để chúng ta yêu một người khác. Chúng ta rất dễ là người đạo mạo trong tôn giáo, là người tuyệt vời trong đạo, nhưng mà lại là người không yêu người khác như cái cách mà Đức Chúa Trời muốn, như cách mà Chúa Giêsu muốn để hoàn thành lẽ đạo thật sự, để hoàn thành cái lẽ đạo thật sự mà chính Chúa Giêsu khai phóng chúng ta. Thì Chúa Giêsu đã kể câu chuyện này với cái người luật sư kia như sau, là được chép trong câu 30 đến câu 37. Chúng ta có 7 câu trong cái bài học này. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho lâm vào tay kẻ cướp. Nó giật nột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại
bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi dịt lại, đoạn cho cưỡi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy 2 đơ liên đưa cho chủ quán, dặn rằng: hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa thì khi tôi trở về sẽ trả. Trong 3 người đó, ngươi tưởng ai là người lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy đi và làm theo như vậy. Thì cái điều rất là khôn ngoan, rất là thông minh, rất là chính xác của Chúa Giêsu là ở trong cái câu cuối cùng của cái câu chuyện này. Chúa Giêsu hỏi người luật sư, hỏi người luật gia đấy, hỏi người thầy dạy luật đấy, là: ngươi tưởng ai là người lân cận với kẻ bị cướp? Bạn sẽ thấy là Chúa Giêsu dường như rất là khôn ngoan. Đấy, ngài đảo cái đối tượng, ngài đảo cái đối tượng ngược lại, đảo cái đối tượng đích ngược lại, là ngài hỏi rõ ràng là ai là người lân cận với kẻ bị cướp. Theo như ngươi thấy, ngươi nghe xong câu chuyện này thì ngươi đoán rằng ai là người lân cận với kẻ bị cướp? Còn cái người luật gia kia ban đầu hỏi Chúa đấy, thì cái người đấy lại hỏi là: ai là người lân cận với tôi? Ai là người lân cận với tôi? Còn Chúa hỏi gì? Ai là người lân cận với kẻ bị cướp? Thì các bạn sẽ thấy là câu chuyện này rất là hay, rất là hay. Chúa đã đảo ngược lại đối tượng, đảo ngược lại đối tượng. Bạn biết là loài người, con người, dù nam hay nữ, đều có một cái bản chất, đều có một cái bản chất chung, một cái tâm lý chung, một cái tâm lý chung, đó là ích kỷ. Ích kỷ, ai đầu tiên cũng phải nghĩ về bản thân mình trước, bản thân mình trước. Ví dụ như mà mình có mà bị đau chân, hay là bị cái dao mà cắt vào tay, và đồng thời cái lúc đó mà bạn nghe thấy một cái thông tin là bị động đất, chết hàng trăm người, hàng triệu người, thì các bạn chắc chắn sẽ quan tâm cái tay đau của bạn, cái tay bị dao cắt vào, nhiều hơn là bạn quan tâm đến cái tin người khác bị động đất chết. Thì đó là cái bản tính chung của con người rồi, bản tính chung con người rồi, và ai cũng vậy thôi. Thì cái người luật gia ấy hỏi là ai là người lân cận tôi, thì cũng là như vậy thôi. Bởi vì là luôn luôn lấy mình là điểm quan chiếu, luôn luôn lấy mình là cái điểm để nhìn người khác, chứ không là lấy cái điểm của người khác để nhìn lại mình. Ai cũng như vậy, ai cũng dùng chính mình để làm điểm quan chiếu, rất khó để quan chiếu đến người, rất khó là dùng người khác để quan chiếu cho mình. Thì trong cái lễ đạo này thì Chúa Giêsu khai phóng, thì Chúa Giêsu không nói luôn từ đầu là Chúa Giêsu không kể rõ ràng ngắn gọn là những người xung quanh ngươi là những người lân cận ngươi. Chúa cũng không nói là những ai đang đau khổ, những ai đang thiếu thốn của cải vật chất, hay là những người bị cướp bóc, hay là những người nghèo đói, hay là những người có lan đề trong cuộc sống, có vấn đề trong cuộc sống, hay là những người tuyệt vọng, cô đơn, chán trường, hay những người tù đầy, nghiện ngập, hay là những người gặp những khó khăn gian khổ trong cuộc sống, hay là những người nghèo, là những người lân cận ngươi. Chúa không trả lời rõ ràng như thế. Chúa không trả lời rõ ràng, mà Chúa trả lời là có một người. Sau đó Chúa kể vòng vèo, Chúa chốt là ai là người lân cận với kẻ bị cướp. Chúa kể ra thì Chúa vẽ ra một nhân vật bị cướp, và Chúa hỏi ai là người lân cận với kẻ bị cướp. Thì Chúa Giêsu cũng muốn như là ngầm dạy rằng trong câu hỏi này Chúa Giêsu cũng muốn như ngầm dạy rằng là ngươi có phải là người lân cận với kẻ bị cướp hay không. Chúa Giêsu cũng dường như là Chúa Giêsu cũng muốn hỏi như vậy. Chúa Giêsu muốn hỏi như vậy các bạn ạ. Hỏi như vậy để cho cái người lần lượt ra này họ vỡ ra, và là muốn các bạn cũng phải vỡ ra ở đây. Các bạn có thể thuộc cả con kinh thánh này, có thể thuộc 1.000 câu kinh thánh, hay là thuộc rất nhiều câu gốc, hay là các bạn hiểu rất sâu sắc về thần học, hay là các bạn có rất nhiều tài năng khác nữa, hay là rất là người được kính trọng trong giáo hội, trong công việc, được là người thành công trong cuộc sống. Nhưng mà Lộc muốn hỏi các bạn, những người bị cướp có thể làm kẻ lân cận của các bạn hay không?
những người nghèo có xứng đáng được làm kẻ lân cận với bạn hay không, những người ốm đau bệnh tật nghiện hút, những người lâm vào những cảnh khổ, những người khát khao sự sống, khát khao sự cứu rỗi, có được trở thành người lân cận với bạn hay không? Trước khi để phân tích cái câu chuyện này thì Lộc muốn nhắc cho các bạn cái điều này, bởi vì Lộc đọc cái câu chuyện này rất nhiều lần và Lộc cảm thấy những câu chuyện này nó có gì đó rất là vô lý. Và đến khi mà Lộc cầu nguyện với Chúa thì Chúa bày tỏ cho Lộc nhìn thấy cái câu này nó vô lý là bởi vì sao? Nó vô lý là bởi vì Chúa đã đảo đối tượng đích, Chúa đã đảo đối tượng đích, không phải là người mà là kẻ bị cướp. Thật ra tất cả chúng ta sinh ra trên đời này ấy, ma quỷ đến với chúng ta để cướp chúng ta. Chúng ta sinh ra thì cái mà ma quỷ muốn cướp nhất đó là linh hồn của chúng ta. Cái mà ma quỷ luôn muốn cướp đó chính là linh hồn của chúng ta. Vì ma quỷ là kẻ cướp giết và hủy diệt. Nó là kẻ cướp giết và hủy diệt. Nhiệm vụ của nó là để cướp giết và hủy diệt. Đấy. Và cái mà nó muốn cướp nhất trong cuộc đời chúng ta là linh hồn chúng ta. Và các bạn biết rằng có rất nhiều người ngoài kia bị nó cướp đi linh hồn. Và chúng ta phải làm gì để lấy lại linh hồn đó? Câu chuyện này là câu chuyện ẩn dụ cho lẽ thật thuộc linh. Các bạn, lẽ thật thuộc linh. Ma quỷ nó không giết được ngay người ta, vì nó không ma quỷ nó không ngay tức giết được người ta. Nó không có quyền lấy đi linh hồn của người ta khi mà hơi thở còn trên lỗ mũi. Bởi vì linh hồn của con người, sự sống của con người là do Đức Trời ban cho. Ma quỷ không có quyền ngay lập tức lấy đi. Nó không có quyền ngay lập tức để lấy đi, mà nó sẽ dùng nhiều cách. Nó sẽ dùng người A giết người B. Nó sẽ gieo cho nhiều người đau khổ để người đó phải tự vẫn. Nó làm mọi cách để người ta chết đói, chết khô, chết khát, chết già, chết trong bệnh tật, chết trong đau đớn hay khổ sở. Mọi cách đều để người ta dẫn đến. Mọi cách nó làm là đều dẫn đến cái chết. Cuối cùng càng nhanh đến cái chết thì linh hồn người đó càng sớm về địa ngục, càng không có cơ hội để nghe về tin lành của trời. Và Chúa Giêsu đảo ngược cái chủ đích lại đây để dạy người lập ra rằng ngươi được cứu rồi, ngươi biết về lẽ đạo rồi, ngươi biết về Đức Chúa Trời rồi, ngươi hiểu về luật rồi, nhưng có rất nhiều người khác không biết như ngươi đâu, và họ bị ma quỷ cướp, vẫn còn nằm chết bên đường. Chúa Giêsu muốn dạy người lập ra như vậy là ngươi chắc chắn được lên thiên đàng rồi, ngươi hiểu được luật, ngươi hiểu được đạo, ngươi chắc chắn được lên thiên đàng rồi, nhưng cái vấn đề là ngươi chỉ biết mình thôi. Nên là Chúa không nói thẳng ra, mà Chúa chỉ nói ngươi tưởng ai là người lân cận với kẻ bị cướp. Thì Lộc sẽ phân tích cho các bạn cái bối cảnh của câu chuyện, cái bối cảnh lịch sử một chút. Thì các bạn sẽ biết rằng người Do Thái và người Samari là người rất khác nhau. Và ở đây Chúa Giêsu nhắc đến ba nhân vật nói về rõ ràng về xuất thân. Còn cái người bị lạ, nói người bị lạ thì Chúa chỉ nói là có một người đi từ thành Jerusalem xuống thành Jericho thôi. Chúa cũng nói rõ là người này là người Do Thái, người này là người Samari, hay người này là người Judah, hay là người Greg, hay là Chúa không nói rõ. Chúa chỉ nói người này là người đi từ Jerusalem xuống Jericho thôi. Rất có thể người này là người Do Thái, rất có thể là người Do Thái. Theo một số nhà giải kinh thì cũng nghĩ người bị cướp này là người Do Thái. Nhưng mà không cần quan tâm là cái người này là người Do Thái không nha. Ta chỉ cần biết là người bị cướp này. Và chúng ta hãy nhìn đi, tất cả những ai chưa tin Chúa, chưa biết Chúa Giêsu đều là những người mà đang đứng trong tình trạng ma quỷ cướp linh hồn của họ, luôn luôn muốn rình rập cướp linh hồn. Và ngay cả kể chúng ta là người tin Chúa rồi, nó cũng muốn lừa dối để có thể cướp lại linh hồn của chúng ta từ tay Chúa. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ba nhân vật. Người nhất là người thầy tế lễ, chắc chắn là người Do Thái rồi, là người thầy tế lễ. Người thứ hai Chúa Giêsu kể là người Lê-vi. Người Lê-vi thì thực ra cũng là một người thầy tế lễ trong tương lai, nhưng mà hiện tại thì họ chỉ là người
phục vụ trong đền thờ, phục vụ trong nơi thánh Đức Giê-hô-va thì gọi là người Lê-vi. Thì người Lê-vi là người phục vụ trong đền thờ, trong đền thờ họ sinh ra là được quyền để phục vụ trong đền thờ rồi. Thì đó là để nhắc nói như vậy để cho các bạn hiểu được cái người Lê-vi và cái người thầy tế lễ là cái người nó có cái địa vị trong xã hội, có cái sự cao trọng. Dường như là chú muốn nhắc đến là hai cái đối tượng này là hai cái đối tượng được cứu bởi thiên đàng, hai đối tượng được cứu thiên đàng là dòng dõi được lựa chọn, nhưng mà lại là dòng dõi đã là dòng dõi Do Thái, là dòng dõi được lựa chọn vào thiên đàng rồi, nhưng lại là dòng dõi thánh chuyên biệt để phục vụ ở trong đền thờ nữa, thì chắc chắn họ sẽ được vào thiên đàng. Đấy. Thì Chúa Giêsu muốn dùng hai cái đối tượng này và đọc nghĩ rằng câu chuyện này là câu chuyện Chúa Giêsu mà dường như Chúa Giêsu chỉ gọi là tưởng tượng ra và ngài làm ví dụ mà thôi. Thì Chúa muốn nói là một thầy tế lễ đi xuống đường đó, tức là người thầy tế lễ là người đạo mạo nhất, là người có là cái tầng lớp có địa vị xã hội cao nhất trong cái xã hội của Do Thái bấy giờ. Thì người thầy tế lễ này đi xuống này, thấy cái người bị cướp thì đi qua khỏi. Ở đây là thấy nhưng mà đi qua, tức là bỏ qua luôn. Thấy mà bỏ qua luôn. Đấy, trong cuộc đời này chúng ta đôi khi chúng ta cũng như vậy. Đi giao hàng, đi bán hàng, nhìn thấy cái nhà của cái người khách đó thờ cúng rất là nhiều thứ và khuôn mặt của họ thờ cúng như vậy nó thể hiện cái sự bất an, bởi vì họ cầu mong cái thần nào đó chúc phước cho họ được bình an nên họ thờ rất là nhiều thần. Nó có thể nhìn thấy điều đó nhưng mà chả biết phải làm gì. Đôi khi mình giống như người thầy tế lễ này, buộc phải đi qua khỏi. Lại có một người nữa là người Lê-vi, là người phục vụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời đấy, cũng đến nơi nhưng mà người này dường như có vẻ động lòng hơn những người thầy tế lễ một chút, là lại gần. Trong một số bản dịch khác thì lại gần để xem ngó rồi lại đi, tức là cái người thầy tế lễ thì gọi là nhìn thấy đâu, coi như không thấy, nhìn thấy nhưng mà coi như không thấy, bỏ qua luôn. Cái người Lê-vi này thì họ lại gần nhưng mà rồi cũng đi, bởi vì có những cái việc khác nó phải làm, không thể cứu người này được, lại gần người đi. Hoặc là cái sự đau, nỗi đau trong lòng, cái lòng thương xót của người đó, hoặc là cái lòng thương xót của người đó nó không lớn hơn cái việc của người đó làm. Cũng giống như vậy trong một số giây phút trong cuộc đời, cũng giống như vậy trong cuộc đời chúng ta, khi đi làm chúng ta nhìn thấy cái người đó đau khổ, ta nhìn thấy người đó khát khao được sự sống, khát khao được cứu rỗi, khát khao tìm thấy một nguồn chân lý, chúng ta lại gần người đó, cố gắng làm quen, nói với người đó về tin lành, nhưng mà vừa mới đề cập đến thì người đó dường như cái người mà nghe về đạo tin lành đó họ ngay lập tức họ phản ứng lại chúng ta và chúng ta bỏ cuộc. Thì chúng ta cũng giống như người Lê-vi này, đến nơi lại gần xem rồi bỏ đi. Nhưng Đức Chúa Giêsu lấy một cái người Samari. Người Samari là người có tầng lớp thấp nhất trong xã hội của người Do Thái bây giờ, bởi vì người Samari ấy không phải là người Do Thái mà cũng lại là người Do Thái. Thì cái người Samari là cái thành phần người mà người ta có cái nguồn gốc là do sự kết hôn của một người Do Thái với một người không phải là người Do Thái, là một người Do Thái kết hôn với một người không phải Do Thái và sinh ra con cái, thì cái người đó gọi là người Samari. Cái câu chuyện cái người Samari đấy thì bị khinh ghét, bị coi thường vì họ không phải là chính thống, họ không phải là dòng dõi chuẩn, họ không phải là theo cái tính chất dòng dõi lựa chọn ấy, thì cái người Samari họ không thuần túy, cho nên là họ bị rất là coi thường, rất là kém, gọi ngang bằng với chó cơ mà, thì nó rất là thấp, cực kỳ thấp luôn. Bạn biết là chó là một con vật ô uế được chép trong Kinh Thánh, trong cái sách Năm Ngũ Kinh ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái địa vị của người Samari trong cái mắt người Do Thái nó rất là thấp, cực kỳ thấp luôn, thấp vô cùng luôn đấy. Mà Chúa Giêsu lấy câu chuyện, lấy
lấy cái ví dụ này để và khi cái người dịch giả Kinh Thánh ấy, họ không gọi là thầy tế lễ nhân lành, không gọi là người Lê Vi nhân lành, nhưng mà gọi là người Samari nhân lành. Dường như Chúa Giêsu muốn làm một cái Chúa Giêsu muốn làm một cái ngược lại đó. Cái địa vị xã hội quan trọng, tầng lớp xã hội quan trọng, dòng dõi không quan trọng, dân tộc không quan trọng, quan trọng là tình yêu. Chúa Giêsu muốn nhấn vào cái điều đó, các bạn hiểu không? Chúa Giêsu không quan trọng là ai, mà Chúa Giêsu quan trọng là tình yêu người nó có trong tim. Chúa Giêsu nói về người thầy tế lễ là nhìn thấy tôi đi, coi như khác gì không nhìn thấy, đúng không? Còn người Lê Vi thì đến lại gần thôi rồi nó cũng đi. Nhưng mà các bạn biết rằng cái người đó này, cái người đó, cái tình trạng người đó sao? Bạn thấy tình trạng người đó là lâm vào tay kẻ cướp này, bị giật lột hết, đánh cho mình mày bị thương rồi đi, để nó nửa sống nửa chết. Bạn nghe câu này bạn đã thấy đau lòng chưa? Một bạn đi đường mà bạn gặp thấy một người nửa sống nửa chết thì bạn sẽ thấy như nào, bạn sẽ cảm giác như nào, đúng không? Nhưng mà cái người thầy tế lễ này bỏ đi luôn, người Lêvi cũng bỏ đi luôn, chỉ có người Samari đi đường. Người Samari đi đường thì theo một số các dịch giả đấy, thì người Samari này là đi đường, đây là đi ngang qua để đi buôn bán thôi, đi buôn bán chứ không phải là đi thầy tế lễ. Thì là chức vụ, là công việc của họ là, thì cái thầy tế lễ có biết là công việc của họ là đi tế lễ rồi, người Lêvi là đi phục vụ trong đền thờ. Nhưng người Samari này thì theo giải kinh ấy, một số người tin rằng là người Lêvi là đi buôn bán. Thì có một người Samari đi đường thì đến gần là ngó nhá, nhưng mà có bỏ đi không? Không bỏ đi, không giống như người Lêvi là người bỏ đi, thì động lòng thương xót. Kinh Thánh chép rất rõ cái câu này rất là hay, là động lòng thương hay là động lòng thương xót. Có một bản số, các bản dịch khác thì chính là động lòng thương xót như thế thôi. Các bạn sẽ thấy là đây nên là điều tuyệt vời của một con người, điều tuyệt vời. Chúng ta động lòng thương xót với cái gì? Chúng ta động lòng thương tiếc với cái gì? Chúng ta tiếc nuối điều gì? Trong lòng chúng ta đầy dẫy điều gì? Có phải đầy dẫy tình yêu hay không? Ngó thấy thì động lòng thương xót, ngó thấy động lòng xót. Thì điều này có nghĩa rằng cái lòng thương xót của người này luôn luôn rất là nhiều, luôn luôn rất là đầy dẫy, luôn luôn rất là đầy. Và chỉ cần nhìn thấy cái cảnh tượng đấy, họ bắt đầu thương xót luôn. Cũng giống như một cái bì gạo nó rất là căng, các bạn chỉ cần chọc bụng phát thì cái gạo bên trong nó sẽ chảy ra hết, sẽ chảy ra. Hay là một cái túi bóng mà các bạn cho đổ đầy nước vào, các bạn sẽ thấy là cái túi bóng nó chứa nước rất là căng, các bạn chỉ chọc nhẹ bụng là nước sẽ chảy ra. Nhưng mà cái người thầy tế lễ của người Lêvi này, trong câu chuyện này đấy, thì dường như là cái bao thương xót họ không có cái gì, cái túi thương xót họ không có cái gì cả. Cái người Samari này thì có đôi khi trong cuộc đời chúng ta thường giống như cái người Lêvi và giống như cái người thầy tế lễ hơn, bởi vì chúng ta luôn lấy mình làm cái đích, làm nhân vật chủ đích. Chúng ta muốn mình được yêu, chúng ta không muốn mang trao cho tình yêu. Yêu người khác sẽ vất vả, yêu người khác sẽ thiệt thòi, yêu người khác sẽ phiền hà, đã thế lại còn nửa sống nửa chết nữa, rắc rối lắm. Cho nên là ai sẽ là người lân cận với chúng ta? Chúa Giêsu kể thì câu chuyện này nói rất rõ là động lòng thương xót. Thì hành động này, bạn sẽ thấy hành động tiếp theo này. Hành động tiếp theo là áp lại này. Bèn áp lại. Áp lại. Áp tức là đến rất gần, đến rất gần, sát sát luôn đấy. Rồi lấy dầu và rượu sức cho bị thương, rồi dịt lại cho cưỡi con vật mình, đem đến nhà khóa và săn sóc cho. Tức là hành động nó diễn ra một cách liên tiếp. Bạn hãy nhìn vào cái vế màu đỏ là lấy dầu. Bạn hãy nhìn vào cái vế mà lọc đánh màu đỏ là lấy dầu và rượu sức cho bị thương. Vế thứ hai là lọc đánh màu xanh, dịt lại, đoạn cho cưỡi con vật mình và đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Và
tách biệt ra một đoạn nữa. Ông sẽ để ở đây là đoạn đến bữa sau lấy hai Denier đưa cho chủ quán bảo rằng hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Thì tất nhiên là người ta phải đi buôn rồi, người ta sẽ không ở lại với người bị thương này, bị cướp này mãi được, nên người ta đã tìm một đối tượng khác để giúp. Nhưng mà người ta nói là săn sóc người này đi, tôi đưa hai đứa đi đây thì khi mà thiếu thì tôi quay về sẽ trả. Hai đứa đi thì không biết là cái thời điểm đó nó có giống như 2 triệu tiền Việt Nam bây giờ không, để cho cứu giúp một người trong vòng một vài ngày, không biết là cái hai đơn này nó có nhiều như 2 triệu bây giờ để có thể cứu được một người trong vòng vài ngày, đến khi người này đi buôn quay về thì trả được tiếp. Thì ở đây không biết là có hay không, nhưng mà chí ít Lộc nghĩ rằng ấy là cái người chủ quán và cái người Samri nhân lành này, hai người này có một cái mối quan hệ với nhau từ trước, có thể là biết nhau, hay là có thể là cái người chủ quán này là một cái nơi mà cái người Samri nhân lành này mỗi lần đi buôn, mỗi lần đi qua đây đều ở cái quán này, nó quen rồi, khách quen của chủ quán này rồi, thì nên là dễ dàng nhờ vả được. Chứ còn để vứt một người nửa sống nửa chết, để vất một người bị thương ở đây nhà tôi không biết là ai, ông không biết người ấy là ai, ý là bất tỉnh nhân sự nửa sống nửa chết đã biết gì đâu, đấy sao ông vất ở đây, xong ông đưa đây cho tôi chăm sóc, sao tôi dám tôi nhận, đúng không, sao tôi dám nhận ông được, ông bỏ đi rồi nhớ ông không quay về, nhớ chẳng may thằng này nó chết ở đây sao, hay là có một cái vấn đề gì, những người này người xấu hay người gian ác hay như nào sao, ông không biết là ai, tôi cũng không biết là ai, chỉ biết là thương tích đầy mình, như giờ nửa sống nửa chết ông mang đến đây, ông bỏ đi rồi ông đưa cho tôi mấy đồng rồi ông đi thì nó cũng khó, đúng không? Thế cho nên là bạn phải biết là cái tầm mức thương xót, cái lòng thương xót của cái người Samri nhân lành nó rất là cao, và cái sức ảnh hưởng của cái người Samri nhân lành này với cái người chủ quán cũng rất là cao. Thì khi mà Lộc đọc cái câu chuyện này, Lộc luôn thấy vô lý. Vô lý là gì? Vô lý là cái người thầy tế lễ, các bạn biết rằng là họ đi đâu ấy thì chỉ có cái áo thôi, áo dài, họ không có tài sản. Bởi vì người thầy tế lễ theo kinh luật ấy, theo sách cựu ước, thì người thầy tế lễ không có tài sản, họ ở trong đền của Chúa ăn ngủ đấy, họ cũng có nhà, nhưng mà họ cũng có nhà riêng, tức là họ, nhưng mà người tế lễ họ có nhà riêng, nhưng mà cơ bản là trên cái vấn đề xã hội ấy, thì cái người thầy tế lễ là cái người về cái tài sản cá nhân họ có rất ít, cái người Lê-vi thì cũng như thế, cái tài sản cá nhân cũng có rất ít. Thì cái người sao đi chắc chắn mà nếu như người ta là một thương gia thì tài sản cá nhân họ sẽ có rất là nhiều. Đấy là một cái điều vô lý mà Chúa Giêsu kể ở đây. Điều thứ hai là cái người thầy tế lễ đấy thì học thức có, địa vị xã hội có, người Lê-vi cũng vậy, nhưng mà cái người Samri thì ngược lại, có thể hỏi người Samri này học thức không nhiều, địa vị xã hội cũng không có, chỉ là người buôn bán thôi, có thể là như vậy. Cái điều phi lý thứ ba là cái người Samri này có một con vật, có một số người thì tin rằng con vật này là một con lừa để đi chở hàng, nhưng mà không biết là con gì, nhưng mà chủ yếu là con vật cưỡi. Thì các bạn biết rằng là con vật cưỡi này thì thầy tế lễ và người Lê-vi không có, vì cái tài sản cá nhân họ rất là ít, đúng không? Thứ hai là cái người Samari ấy, họ đi đường thì họ luôn luôn mang theo dầu rượu, luôn luôn mang theo băng vết thương, tức là tư trang cá nhân họ luôn mang theo rất là nhiều, bởi vì họ đi buôn, thậm chí họ mang theo cả tiền nữa rất là nhiều, bởi vì họ đi buôn đi hàng mà, thì họ mang theo, luôn luôn mang theo. Còn người thầy tế lễ đấy thì họ đi phục vụ đền thờ đấy thì chủ yếu giỏi lắm trong người họ có một bình dầu nhỏ thôi,
tài sản họ mang theo thì gần như là không có. Thế cho nên là nhìn thấy cái người bị thương này, bị cướp gần chết này, họ bỏ qua, họ đi qua này cũng là đúng thôi. Bởi vì là họ là người đạo mạo, họ là những người có địa vị cao xã hội, họ là người có chức vụ, họ là cái người rất là thánh, họ là cái rất là thánh ấy. Mà lại đi sờ vào cái người đời sống đời chết thì nó làm bẩn quần áo, nó cũng không hay, vì họ chuẩn bị đi phục vụ đền thờ nó sẽ không tốt. Thứ hai là về tài sản thì họ không có nhiều, tài sản cá nhân họ không có nhiều thì họ để mà họ giúp cái người này ấy, thì rất là tốn kém, nên là dường như họ cũng dễ bỏ qua. Thứ ba là bây giờ họ đang có công việc rồi, họ có phải là người đi buôn đâu, họ là công việc của đền thờ, ví dụ như 8 giờ sáng hay là 10 giờ sáng là bắt đầu công việc dâng tế lễ, bắt đầu phục vụ đền thờ là không thể bỏ qua được. Đấy. Không thể như là cái người Samari là thích là mai đi bán hàng, không thích ngày kia đi bán hàng, không thể như thế được. Đấy, dụ thế. Cái thứ nữa là cái người thầy tế lễ và người Levi này, họ không có con vật cưỡi. Bây giờ mà nếu mà chẳng may mà cứu giúp người này mà phải cõng người này thì cũng rất là khổ, mà phải cõng người này rất là khổ, vì nó như thế thì phải cõng rồi. Thì Lộc đọc ở đây Lộc cảm thấy Chúa Giêsu kể câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn thiên vị cho người Samari, thiên vị người Samari nhân hành hơn thiên vị. Bởi vì nếu như đúng ra chúng ta học trong cái bài trước, trong video trước mà Lộc chia sẻ đấy, điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là người thầy tế lễ và người Levi sẽ không được lên thiên đàng. Bởi vì cái người luật sư kia hỏi rằng là để được sự sống đời đời thì phải làm gì? Nó sẽ chia sẻ các bạn. Để được sự sống đời đời, để được vào thiên đàng thì phải làm gì? Phải tin Chúa đúng không? Đấy là cái mà các bạn học đúng, phải tin Chúa. Nhưng mà ở đây là trong cái câu chuyện của người luật sư luật gia này, người này hỏi là để sao được vào thiên đàng, Chúa mới nói và muốn nhấn về vấn đề là yêu người như chính mình, yêu người. Nhưng mà cái người kia lại tiến đến cái việc là yêu người rồi nhưng mà yêu ai đây? Người kia mới tiến đến việc là yêu ai. Rồi từ cái việc yêu ai này, câu chuyện nó bắt đầu là yêu người lân cận. Và cái người luật gia cái có lẽ là tưởng là cái người lân cận, tôi là người luật gia, có lẽ người lân cận với tôi sẽ là người Levi, cũng có lẽ là người lân cận với tôi sẽ là người thầy tế lễ. Tôi là dòng dõi Do Thái, tôi là người luật gia, luật sư, tôi là người có học, tôi phải chơi người có học, tôi phải chơi với tầng lớp địa vị xã hội cao. Đấy, thế nên là yêu người lân cận thì tôi phải yêu người Levi, hoặc là tôi phải yêu người thầy tế lễ là yêu người lân cận tôi. Đáng nhẽ là phải như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu nói đây là người bị cướp, các bạn sẽ thấy là người bị cướp. Và Chúa Giêsu muốn chúng ta yêu người bị cướp. Người thiết tưởng ai là người nên cận với kẻ cướp. Nói đến đây Lộc tin là các bạn nếu mà chăm chú xem suốt từ đầu đến bây giờ thì các bạn đã hiểu cái mà Lộc muốn chia sẻ rồi. Bởi vì Lộc tin chắc rằng cái câu chuyện này các bạn đã đọc rất là nhiều. Và cái nội dung câu chuyện này nó rất là rõ ràng và ý nghĩa. Nó không có gì mờ ám ở đây cả. Chỉ là chúng ta có để ý hay không. Ai yêu Chúa mà không yêu người khác thì người ấy là người nói dối. Bởi vì ai nói yêu thương Đức Chúa Trời thì chúng ta phải yêu người lân cận trước. Lời dạy của Chúa sẽ muôn đời không giờ phai mờ, sẽ không giờ qua đi. Và chân lý đạo mà Ngài khai phóng sẽ còn tồn tại vĩnh viễn. Với ý nghĩa của câu chuyện này, các bạn sẽ thấy rằng là để được vào thiên đàng, chúng ta phải yêu những người kém hơn chúng ta, yêu những người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng ban cho, sẵn sàng vì người khác.
Các bạn sẽ thấy những điều khác biệt sau đây. Điều thứ nhất là áp lại. Người thầy tế lễ không làm được điều này. Người Lê-vi làm được. Làm được. Nhưng mà chỉ để xem thôi. Nhưng mà cái người Samri là người áp lại. Áp lại là để nói rằng không cần biết ông là ai, không biết ông là người như thế nào. Không, tôi không biết, tôi chỉ biết ông bây giờ ông đang bị cướp, ông đang gần chết rồi, nửa sống nửa chết rồi, tôi phải cứu ông. Nên là người này phải áp lại. Việc tiếp theo người này làm là lấy dầu và rượu sức chữa bị thương. Nói đến việc rửa sạch, tẩy uế, hay là nói đến cái việc mà gọi là nói đến cái việc là làm sạch. Có thể là tôi không cần biết ông bẩn hay là ông bị ô uế hay ông bị tanh hay ông bị như thế nào, ô uế hay bẩn thỉu như nào, tôi chỉ cần biết là bây giờ ông gần chết rồi. Mà trước khi muốn cứu được cái vết thương này cho ông thì phải rửa nó đã, phải lấy dầu và rượu để sức chữa bị thương đã, sát trùng cho nó đã. Bước tiếp nữa là dịt lại và cho cưỡi con lừa mình và đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Cái việc này là nói đến một cái việc thích khe, gọi là quan phòng chăm sóc, quan tâm, cứu giúp. Cái việc này nói đến rằng là tôi không còn biết bây giờ là bây giờ ông gần chết rồi, mà để ông nằm lại đây thì ông cũng không thể nào sống được, bởi vì là máu chảy nhiều rồi, là không có gì ăn, không có ai tiếp tế cho là chết. Cho nên là bây giờ ông phải đi với tôi đến nhà quán, vết thương thì phải dịch lại để cho máu nó không chảy nữa. Đấy. Và cái việc nữa là ngày hôm sau nhờ người khác chăm sóc hơn và trả tiền. Bây giờ tôi mà bỏ đi, mà bây giờ mà tôi không lo cho vợ cái con, tôi không đi bán cái chuyến hàng này thì không có tiền thì cũng không được, mà giờ ở lại chăm sóc cho ông thì cũng không xong, thì tôi phải nhờ người khác và phải hy sinh một số tiền của mình để giúp được cho ông thì ông có thể sống được. Còn bây giờ cứ bất tỉnh nhân sự này, ông không thể tự chăm sóc cho mình được, tôi bắt buộc phải nhờ người khác. Thì khi tôi trở về tôi sẽ trả thêm để cho ông có thể hoàn thiện được. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn, Lộc gọi nó là bốn bước làm chứng cứu người. Bốn bước để làm chứng cứu người. Còn thành công hay không thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Từ yếu tố con người, thuộc linh, cho đến rất nhiều cái yếu tố khác nữa. Thì nó sẽ phân tích trong các bài khác. Nhưng mà nói cho bạn biết là bốn bước để làm chứng cứu người. Thì bước đầu tiên các bạn phải áp lại, thân cận với đối tượng. Bước thứ hai là các bạn phải lấy dầu sức chữa bị thương, đúng không? Bước này gọi là bước thanh tẩy. Bước này bằng với cái việc là các bạn phải đồng cảm, phải cảm thông, phải hiểu được nhu cầu người ta, nhu cầu đối phương. Các bạn có thể làm chứng cho một người các bạn có thể làm chứng cho một người đổ vỡ hôn nhân là Chúa sẽ đến và giúp cho anh rất là giàu có được. Họ cần hạnh phúc chứ không cần giàu có. Cũng như vậy, các bạn phải hiểu họ cần thanh tẩy ở chỗ nào, họ cần được gột rửa ở chỗ nào. Bước thứ ba là take care hay là chăm sóc. Làm chứng cho một người ở ngoài đường rồi ngày mai không biết họ là ai và chúng ta không liên lạc lại với họ, không thể như thế được. Chúng ta phải liên tục tiếp tục chăm sóc họ. Trong điều kiện tốt hơn. Bước thứ tư là bước cuối cùng, là chúng ta phải cộng tác. Chúng ta sẽ thuê thêm người, chúng ta sẽ cùng với
chúng ta sẽ cùng với Hội Thánh lãnh đạo hay là trưởng nhóm hay là trưởng tổ tế bào hay là lãnh đạo này, trưởng nhóm, trưởng tế bào, những người trong nhóm của bạn, những người trong tổ tế bào của bạn cùng với những người đó để cùng nhau cứu những người bị thương này, cùng nhau để cứu những người bị lạ này, tức là cùng nhau cứu những người chưa tin Chúa, là những người mà ma quỷ đang cướp giết họ. Hãy nhớ bốn bước này của nó. Bốn bước này là Chúa Giêsu ngầm dạy chúng ta mà thôi. Bốn bước này là bốn cái bước này là bốn bước mà Chúa Giêsu ngầm dạy chúng ta. Đầu tiên là các bạn hiểu là làm thế nào để vào thiên đàng. Và đầu tiên là các bạn sẽ hiểu rằng ai sẽ xứng đáng làm người nâng cận các bạn. Và đầu tiên rằng các bạn sẽ đủ trái tim, sẽ đủ lòng thương xót, sẽ đủ tình yêu và sẽ đủ quặn thắt để cố gắng yêu được người chưa tin Chúa. Và các bạn và Lộc cũng tin, các bạn cũng tin rằng các bạn sẽ làm theo bốn bước này, là bốn bước của Chúa Giêsu ngầm dạy chúng ta. Hãy cố gắng làm sao để chúng ta có được tình yêu lớn hơn, có thể yêu người khác nhiều hơn ngày hôm qua. Hãy cố gắng làm sao để chúng ta có nhiều cơ hội hơn để yêu người khác, hay làm sao để trái tim chúng ta sẵn sàng yêu. Đừng trở nên một người mục sư nhưng lại nghèo nàn về tấm lòng, về tài chính vật chất, tôi phải giúp người khác được. Đừng trở thành người như thế. Có địa vị để làm gì? Nhưng giúp người khác thì không thể giúp được. Đừng trở thành một người Lê-vi, học rộng biết nhiều, là người có công ăn việc làm ổn định, nhưng bỏ giúp người khác thì lại nói rằng tôi bận, tôi cũng có gia đình tôi buồn, tôi cũng có nỗi đau của tôi, chỉ đồng cảm thôi mà không làm gì cho người ta cả. Thật ra để đạt đến một cái tầm vóc như người Samaritan lành là một điều rất khó. Và Lộc tin khi các bạn xem xong video này, các bạn sẽ cầu nguyện với Chúa thì các bạn sẽ luôn khát khao để trở thành người như người Samaritan, là người sẵn sàng giúp được người khác. Khó. Và còn khó hơn nữa nếu như chúng ta không bắt đầu yêu và cố gắng định hình cái việc chúng ta phải làm ngay từ bây giờ. Nếu chúng ta không bắt đầu làm điều này thì 20 năm sau, 30 năm sau, thậm chí chỉ 10 năm thôi, chúng ta sẽ thất vọng, chúng ta sẽ không có thể yêu người khác được. Bởi vì vây xung quanh chúng ta cũng là những mớ thằng bong, những thứ không đáng trọng bằng tình yêu. Không trọng tình yêu. Và nó cũng muốn nhắc lại một lời cuối cùng mà Thánh đồ Phaolô đã nói: giờ như tôi có thể nói được tất cả các thứ tiếng loài người, dầu cho tôi tất cả địa vị, dầu có tôi có thể làm mọi phép lạ, nhưng nếu không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Và đó là tất cả những gì nó muốn chia sẻ. Và nó nghĩ rằng là không cần phải nói thêm bất cứ gì nữa, vì nó nghĩ rằng tất cả những gì nó nói đã đủ để sáng tỏ cho cái câu chuyện Samaritan lành này rồi. Nó tin rằng các bạn có thể hiểu được. Tôi tin rằng cả cái các bạn vừa mới tin Chúa xong, các bạn cũng có thể hiểu được điều này. Cũng có thể hiểu được điều này. Chỉ trừ những người không biết yêu là gì thôi. Thì đó là những gì mà Lộc chia sẻ với các bạn. Thì ước mong rằng các bạn sẽ đọc đi đọc lại câu chuyện này, suy nghĩ đi suy nghĩ lại để ngấm bốn bước này vào cuộc đời của mình. Ngấm bốn cái bước này và chúng ta sẽ thành công. Ngấm bốn bước này và chúng ta sẽ trở thành một con người khác, con người vũ trời muốn, mỗi người mà Chúa Giêsu muốn. Và lời cuối cùng, Lộc cảm ơn các bạn đã xem hết hai video của Lộc, và
Lộc xin kính chúc các bạn sẽ ở trong sự bày tỏ sự mặc khải và thánh linh của Chúa, sẽ hiểu được lẽ thật và trong sự mầu nhiệm của Ngài. Và Lộc chúc cho các bạn với lời chúc rằng Đức Thánh Linh, thần của Đức Trời, sẽ theo ý muốn của Ngài, sẽ theo lời cầu xin Chúa Giêsu, sẽ chúc phước cho bạn cũng như là Lộc có năng quyền, có sức mạnh của tình yêu để yêu người khác. Và lời cuối cùng là Lộc cầu nguyện cho Lộc cũng như tất cả chúng ta sẽ trở thành những người hữu ích, những người có giá trị cho đất nước, cho cộng đồng, cho dân tộc và cho đạo tin lành của chúng ta. Và cuối cùng là Lộc xin cảm ơn và chào, hẹn tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo.